Đủ má đủ mẹ đúng không? Được rồi. Mày vừa phải thôi. Mày vừa phải thôi mày, mày hỏi hết đi. Kia mày xếp lại coi. Cái phòng bảo vệ này ô để cho phòng bảo vệ. Mày chơi dơ mày vô trong kia kìa. Mày vừa phải thôi mày. Trời ơi. Mày kia xuống mày nãy tao cũng nói gì nhờ mày. Mày qua phòng bảo vệ kìa, ta dân sự, ta quần áo ta bảo vệ riêng cho ta. Giờ chú hỏi, tao hỏi chú. Cái phòng bảo vệ là của công ty hay là của công chú? Công ty nhưng mà nó là ưu tiên cho bảo vệ. Tao nói cho mày biết vậy đó. Ai nói là ưu tiên cho bảo vệ? Mày vừa phải thôi. Tài xế người ta, khách hàng người ta vô, người ta đi tiểu mà chú để cái khăn nó thôi. Khăn không hôi. Mặt cho mẹ nó hôi cho mày hôi. Tao giặt một ngày mà hôi mày. Cái miệng chú muốn hôi đó chú. Cái mặt cho mày không hôi. Chú nói chuyện vậy mà nói chú nói là ha ha không hôi. Vô thì nghe mất ối luôn. Con người của mày á, tao nói cho mày biết mày là mướn. Mày cũng vừa phải thôi. Để anh Dung chứa Liên Minh ra luôn rồi. Ủa cái Liên Minh ra đây. Có cái xăng này chứ phải kia mà tao dắt lũ khủ á. Mày nói được. Mày con người mày mới vô đây. Mày vừa phải thôi. Dung Dung ra làm dịch luôn. Mày vừa phải thôi mày. Mày quá trước đi. Tao nên mày tao nhịn mày á. Quá cái gì chú? Quá cái gì? Mày vừa phải thôi mày. Mày con dân sự, mày đi mần mướn. Thì con mần mướn chứ đâu có. Cái xăng đó nó không có cái giá đáng gì phải kia mà. Thì không có giá đáng sao chú không đem chú cất cho chú để nó làm cái gì? Cái gì tao dắt nó đó. Thì đó, vậy chú sai con mới nói chú mà mày chú sai nói cái gì? Vừa phải thôi. Vừa phải cái gì? Cái đó là cái chuyện đó là ý thức của con người chú. Mà mày mất dạy. Nói mày mày nào? Đi mấy phòng cũng vậy cho ta cũng dắt đồ vậy cả. Chú hỏi con hỏi chú con mất dạy chỗ nào chú nói con nghe coi. Vừa phải đâu mày khó khăn. Mày đi mừng. Khó khăn cái đó là cái ý thức mà sao ý thức chú không hoài hả? Ủa mẹ mày con người mày thử coi cái khăn này. Không để tao nhét con hộp này. Chú hỏi đi coi tao thử hết coi nó có mùi gì không? Mẹ mày vừa phải thôi cái khăn tao mới giặt hồi hôm. Mà hôi cái chỗ nào? Con không biết chú giặt chút mày nào. Mẹ chú mày đâu nói cho mẹ thật ra chứ mẹ bây giờ. Ủa mẹ mày. Mà ngưỡng với nhau mình sống mình thương nhau mới biết. Đúng mẹ mày làm công vừa phải thôi. Chừng nào là con mẹ mày mày hơi hết cây. Mày qua phòng của vợ cũ đi kìa. Công ty ta kìa. Là mấy năm nay chứ không phải mặt trôi mày mới vô đây mày làm công mày. Mày phơi quần áo người ta tắm tao giặt hủ hủ kìa. Thấy không? Ủa người ta mà tao đi làm mấy cái công ty rồi. Chứ không có lũ chó như thế là mình phải sai hiểu mày. Người ta. Mày hiểu không? Mày vừa phải thôi. Chú chửi, chú để là cái khẩu nghiệp cho chú mày chứ. Mà đủ mẹ nó làm khó hả mày? Hỏi là cái quần áo không? Thôi tao cũng nhịn mày. Tao cắn hết. Thôi xăng. Tao lau mặt, tao giặt hàng ngày. Chứ không phải cái lũ mũi mày thú quá. Mày mà hử, mày nói mày cái lỗ mũi con thúi hàng cái miệng chú thúi đĩ mẹ mày có lũ mũi chó mày mới nói cái câu đó mày đi hỏi hết coi cái thằng tao có hôi không mày kêu chú, hết chú là... Vậy chú cho người ta thử đi mẹ mày sao mày nói đừng có nói con người của mày á đụng mẹ mày công ty này hâm mà tao nói cho mày biết hâm cái gì đụng mẹ mày không ai đưa mày đâu mày mới giờ có mấy ngày à đụng mẹ mày đừng có để tao điên là mày chết mẹ mày với tao à không biết ai chết với ai á cung rồi nè mày á con gái với con trai là nãy con đá mày dập cái tường con trai chú có nghĩa là con trai là chú con để cho chú quýnh con hả đụng má mày con gái với con trai là nãy con đá mày dập cái tường rồi nè thôi chú để nó đi chú phải thôi chú để là khẩu nghiệp để là cái đúng rồi chú để khẩu nghiệp đi chú mày mới vô có mấy ngày à mày mất dạy đủ hết ủa mà con hỏi chú cái khăn nó có đáng cái gì không mà sao chú không lấy á vậy thôi cái khăn nó để tao lau mặt lau mặt cái gì mày phải vô mày đụng mẹ mày đừng có vô ủa cái này của chú hả mẹ mày cái cái mày đi mẹ mày của mày hả mẹ không cho ủa này mà cũng có mày đu đi mẹ mày của mày hả công ty công ty với con đi mẹ mày hả mẹ không cho mẹ mày vừa khoái thôi mày đi kêu hết đi xem lại coi đu con đi chú ơi chú đi kêu đi chú đi kêu giờ mấy đu đi mẹ của mày hả mẹ không cho mày rủ quá mày con gái trên trời này con đá giật khẩu đu quá mày gái trai là tao chậm mày lùi ruột á con sợ lắm chú con sợ lắm chú đừng nói con sợ quá đi mẹ mày mày là con chết eo chú nói làm sao rồi ra đường chú có cái chuyện á chú phải con đâu nha mẹ mày đây là mày ngồi ké anh tưởng mày có trong kia kìa ké là sao chú tao nói cho mày biết là chú cho con mày ké hay là nói sao chú vậy đó mày con cái phòng bốc vợ ấy đi ủa chú quản lý ở đây hay sao tao nói mày mày chết yểu mày đừng có nói chuyện tao mày con người mày chết yểu thì chú chết yểu hay ai chết yểu chú rủa người ta chứ chắc chú sống rồi lâu rồi quá cái khăn mà cái khăn tôi mới giặt hôi mà nó thối thối với mẹ đi thối
mẹ mày muốn vô đâu vô kìa mẹ mày. Chưa, chị đi điền về bên kia lấy giùm em cái tờ giấy phép năm ấy chị. Chờ từ từ đi, đi, đi xuống đi. Mẹ nó làm khó chú nó đó. Mày cái thằng tao giặt đồ hôm. Mày đĩ mẹ nó. Đúng quá, cái thằng con dạy con đĩ mẹ. Đúng quá, nó đá cái mẹ mày coi mà cái thằng tao cũng vậy. Con đi đâu vậy? Mày đúng quá, mày chết em nói vậy được 2 ngày. Mày về nó nói này, nói kia đủ. Mà đủ bị bãi lớn này cứu cả. Mẹ mày. Đúng quá, mày thân vừa phải thôi. Thôi giờ bình tĩnh đi giải quyết vấn đề chứ giờ mình la lối thì cũng đâu có làm được gì đâu. Thì coi từ từ mình ấy. Em nó có lỡ lời nói thì thôi mình cũng lớn rồi mình bỏ qua đi. Chứ cũng đừng có nóng giận rồi la lối rồi. Được rồi bác. Rồi vậy ha, từ từ ổn thỏa giải quyết vấn đề đi. Đừng có la lối mình chửi quá lưng từng. Chết yểu hả? Để coi ai chết yểu nè. Cái gì em? Lấy giùm em cái tờ giấy xin nghỉ thế nào? Thế năm thế năm của em. Thế là em viết để tháng 2 nghỉ thôi. Bây giờ em về Tết rồi, em nghỉ thêm mấy ngày nữa em mới lên á. Để chị hỏi con Mạnh. Nói con Mạnh đem qua cho chị ở đây không có giữ. Hoặc là trưa em rảnh thì em chạy đâu anh lấy đi. Sợ nó không có qua đây á. Sợ em về bên kia sợ không trưa em ra ngoài đó đi. Thôi cái tình hình giờ ổng đang nóng giận thì chắc cũng không đến đổi đâu. Thì ổng cũng lớn mình khuyên ổng vậy thì ổng chắc cũng để từ từ coi làm sao ha. Khuyên gì chú, ý là cái vấn đề là vậy là cái phòng bảo vệ xây là để cho bảo vệ khi mà ta trực người ta có cái nhu cầu người ta sử dụng. Rồi rồi. Nhưng không có nghĩa là mình dắt quần áo của mình trong đó. Hiểu rồi, hiểu. Rất rồi. Là hôi. Rồi rồi. Con đã nhất 2-3 lần rồi chứ không phải là một lần. Rồi. Rồi vậy thì mình hiểu tại vấn đề nội quy đó là công ty đưa ra. Nhưng mà do dạng ổng là dạng cái tự ái với cái tôi của ổng á, ổng nghe chưa kịp. Thì từ từ mình thuyết phục ổng. Thì như nãy anh lại anh góp ý vài câu thì ổng nghe cũng khấm ý rồi ổng đi vô. Thì để có gì thì em cứ báo bên anh. Em đâu có chửi bới gì đâu. Em chỉ nói là cái chỗ đó là không có được. Kiểu ông quê kiểu ông quê. Con không đâu có nói thẳng ổng đâu. À. Em nói với cái chú bảo vệ trưởng. Rồi. Rồi chú đó phổ biến lại bên này. Rồi. Chứ con không có nói trực tiếp chứ bên này. Rồi. Xong rồi bắt đầu lên chửi. Rồi. Thì hồi nãy anh cũng góp ý ổng đó. Thì ổng bỏ ổng đi rồi thì thôi. Thì có gì tình hình gì lớn thì cứ gọi ra cổng này. Tụi anh tới hỗ trợ làm việc. Dạ. Cho em số điện thoại luôn anh. Xin số điện thoại cổng là 02743. Ghi một con đó chú. 02743.